sinh quê hương hòa bình, đường nước hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Cho bên nhà hội nhà trai xin cụ đàn mà
trước hết buổi lễ trong ngày này thành phố đi ra hai đảo chúng ta cùng bước đi các cái đối lễ thực hiện các cái đối lễ trên đường đi lại trong đại diện của hai đội ấy thì thực ra thì cái gì cũng như được những người con trai của hôm nay từng được sự nhất của chính quyền địa phương cũng như hai gia đình ngày lên nhà tốt thì đã tiến hành gia đình tình hình cho hai cháu. Còn nói chung mình đang ngoại chúng tôi thì hôm nay thì về thành hôn thì cũng xin giới thiệu là đã từng ngồi bên đi ngoài bên thế thì hồi trước là một ông nước thì cùng ngồi nhau uống hết rồi như đấy có các cầu các người bên đang ngoại mẹ của anh thì tôi cũng xin giới thiệu đó là hai ông bà đó là Thảo Hạnh là mẹ của cháu bố mẹ cháu Long rồi là bên các giường rồi các cầu thì nói chung về đây thì cũng là thành phần thì các ông các bà gì thì tráng để là kêu cùng để là kêu rồi đủ. Còn như bác đấy là bác ở Bậc Giác, nếu bác là bác gọi là cùng như anh em là kịp nghĩa với chú Thảo anh em thì bác cùng từ Bậc Giác về đây để dự lễ của hai cháu. Thế còn như chú chi con là cùng cũng biết rồi, chú chi nói chung là anh em con ông bác của chú Tháp thì về dự lễ thì bên đấy thì nói chung anh em cùng rất hân hạnh được cái thì gặp tiếp để ta mình thủ tục thành hôn cho hai cháu. Thì sau đây thì nói chung thì cùng xin chúc sức khỏe của hai họ người ngoại bước sang một năm mới sức khỏe dồi dào rồi thì trong công việc thì gặp nhiều may mắn trong thành danh toại thì sau đây thì cũng tôi xin nhường lại cho đây ra rồi thì cũng anh cả đó thì có đôi lời thì ông cũng có tâm tư với anh em ta để làm lễ để nhận lễ thành hôn cho hai cháu. Cô dì chú bác nội ngoại của nhà trai của anh ấy thực sự đang phải nói là tôi rất vinh dự là hôm nay được về Hà Tĩnh quê ra, tức là cái rất là mừng cho cô chú và chăm sóc cho các cháu đại cả được tất cả các cô con bà nội ngoại bên nhà trai và nhà gái thực sự đang phải nói là đó là một điều rất vinh dự và là những thứ các cụ các bà này cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương này, được sự thống nhất của hai gia đình và hai cháu tìm hiểu nhau rất kỹ càng và đến ngày coi như là sống không thể thiếu được nhau. Thực sự báo cáo với bố mẹ hai bên là đến ngày hôm nay là ngày tốt tháng lành, là hai gia đình tổ chức đại lễ cho các cháu. Thực sự đó là một điều mà lại quê hương là các cháu lại đi công tác miền Nam lại gặp nhau, ông tôi vào nhiệt xe duyên cho hai cháu lại gặp lại nhau lại về quê cưới như này, đó một điều rất vinh dự, rất hạnh phúc. Thì cũng tôi thì trong thời gian chưa có gian về đây thực sự là được dự cái đại lễ cho hai cháu và hai gia đình được tổ chức long trọng rất vinh dự, không biết nói gì trước mắt là cảm ơn tất cả các cụ các bà cô dì chú bác nội ngoại của nhà trai và nhà gái, và cũng xin chúc cho tình thông gia hai bên thông gia tình viên mãn, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho tất cả các cụ con bà nội ngoại nhà trai và nhà gái là một năm mới tràn đầy hạnh phúc, và cũng xin thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui,
trên sông dài thuyền hóa răng, bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Khoan hò khoan tiếng hát em vang ca sông sông, sông sông xanh xanh lên tình người, sông sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành người. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Khoan hò khoan tiếng hát em vang cả dòng sông, sông sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Trăng sáng cưới nhau về ta rước hội vui, trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi khoan hò khoan hát em vang ca sông sông, sông sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi khoan hò khoan tiếng hát em vang cả sông sông, sông sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi.
dầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Chủ nhân buổi lễ ngày hôm nay, chú rể Đức An, cô dâu Thúy Long từ từ trở về với Đài Hôn Hạnh Phúc. Xin mời. Khoác trên mình với một bộ váy cưới phải nói rất tinh khôi đúng không ạ? Và đầy quyến rũ, chú rể Đức An khoác trên mình bộ vest đầy lịch lãm và quý phái. Đôi trai tài gái sắc đã đang nắm tay nhau trở về với Đài Hôn Hạnh Phúc để ra mắt toàn thể quý vị. Và trong giây phút này cũng là lúc mà tất cả chúng ta có thể cất lên một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chào đón Đức An và Thúy Long được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng thật là nhà nàng ở cạnh nhà tôi, một cách 5-7 bước để kết thành lứa đôi. Nhà tôi cũng ở cạnh nhà nàng, cách 5-7 bước để kết tình thông gia. Đúng như vậy, họ nhà trai và họ nhà gái và chú rể của dâu sinh ra và lớn lên cùng trên một mảnh đất cổ đàm yêu dấu. Thôn 7 và thôn 8, con đường làng nối nhịp cầu duyên. Con đường đó đã đưa đến cho chú rể của dâu một mối tình lương duyên đặc biệt. Và con đường đó cũng đưa đến cho đôi bên gia đình tình thông gia đời đời bền vững và thắt chặt. Hôm nay tất cả chúng ta có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay cũng là lúc mà tất cả chúng ta dành tất cả gì mình có hướng về hạnh phúc của Đức An và Thúy Long. Và để đáp lễ là tình cảm của quý vị, xin mời chú rể Đức An, cô dâu Thúy Long cùng nắm tay nhau có một cái gật đầu khẽ khẽ, xem lời ra mắt, lời chào đón, lời cảm ơn, lời tri ân tới toàn thể quý trường được không ạ? Xin mời chú rể, xin mời cô dâu. Và chúng tôi xin phép tuyên bố cử hành hôn lễ Đức An và Thúy Long chính thức được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, chú rể của dâu đã trao nhau những lời thề non hè biển trong quá trình tìm hiểu và đã nói với nhau rằng ước gì cùng chung một nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông.
cùng chút một chút gừng cay, một hạt muối mặn để ta say trọn đời. Điều ước đó đã trở thành hiện thực. Và giây phút này, trước khi chú rể cô dâu xây nên những viên gạch đầu tiên cho một ngôi nhà tình ái, có lẽ chú rể cô dâu cũng muốn được đón nhận, lắng nghe tình cảm của đôi bên gia đình qua những lời gửi gắm, lời dặn dò. Còn tất cả chúng ta muốn được lắng nghe cái lời cảm ơn, lời mời. Và bây giờ chúng tôi nắm bắt thông tin, một vị đại diện của Hoàng Nhật Trai sẽ thay lời cho đôi bên gia đình cùng trở về sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin mời. Kính thưa các bậc giao loan của hai họ, kính thưa ban tổ chức cùng các bầu bạn xa gần của hai cháu, được phép thay mặt hai phía gia đình họ nội ngoại, lời đầu tiên tôi xin gửi tới hôn trường một lời cảm ơn, một lời chân thành nhất mà bà con hai họ đã tạo một thời gian về đây cùng với hạnh phúc của các cháu, và trong cái gì nhất đặc biệt nhất là trong cái thời gian đại dịch Covid này, mọi người chúng ta đã vì con vì cháu mà về đây tham gia buổi lễ với thành hôn của hai cháu là rất là quý trọng. Kính thưa hôn trường, tình yêu của hai cháu đã phát xuất từ trên con đường học hành và đã tu nghiệp. Bây giờ hai cháu đã có công việc ổn định, nay đã bước về nhân lên và xây dựng thành chồng thành vợ. Và kể từ ngày hôm nay, hai cháu đã bước vào để xây dựng cái ngưỡng, trong cái ngưỡng cửa hạnh phúc của gia đình. Các cháu phải luôn luôn phấn đấu trong cái điều kiện xây dựng gia đình, là trước đấy là học hành, là con ngoan trò giỏi, nay là bước vào xây dựng hạnh phúc của gia đình, là luôn luôn phấn đấu để thế nào là xứng đáng với là những người con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cái sự nghiệp học hành thành đạt thành danh của mình, để rồi là xây dựng gia đình và xã hội luôn luôn được trưởng thành phát triển. Thì cùng trong ngày vui hôm nay thì cũng không có gì hơn, xin thay mặt cho hai phía gia đình nội ngoại xin gửi lời trân chào và cảm ơn chân thành nhất là các bà con hai họ, ban tổ chức buổi lễ cùng các bậc các bạn bè của hai cháu, và chúc cho mọi người về dự buổi lễ hôm nay luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng thật là con khôn thì đẹp mặt mẹ cha, mà thông gia kết nghĩa tiếng thơm để đời. Kể từ phút này, đôi bên gia đình đã có thêm những người con. Về phía họ nhà trai có cô dâu Huyền, về phía họ nhà gái có chàng rể Thảo. Mối tình thông gia đã chính thức đi lại từ đây. Chúc cho mối tình thông gia đời đời bền vững. Chúc cho mối tình lương duyên của Đức An và Thúy Long được viên mãn trăm năm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị đến với buổi lễ ngày hôm nay vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt. Chúc tất cả chúng ta vượt qua khó khăn của đại dịch Covid. Một lần nữa xin cảm ơn vị đại diện bằng một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị? Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chính chủ nhân buổi lễ ngày hôm nay, khi mà bức tranh tình yêu của Đức An và Thúy Long sẽ được vẽ lên trong bối cảnh này với một bức tranh phải nói rất là mỹ mãn, đúng không ạ? Và bây giờ thì để làm điều đó chắc chắn sẽ có những kỷ vật. Và kỷ vật đó là vòng nhẫn cưới đã được đính nhước hai cái tên ở trong đó, Đức An và Thúy Long. Xin mời chú rể, xin mời cô nhau chúng ta cùng trao nhau kỷ vật thiêng liêng trong hạnh phúc, chiếc nhẫn cầu hôn. Và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh. Người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là khi ánh mắt Long khẽ đưa, trái tim An rồng mờ, cũng là lúc An và Long đón nhau vào đời.
vòng nhẫn cưới đã được trao tay và hai bàn tay đã được giơ về phía trước một chút đúng không? Để cho toàn thể quý vị được nhìn thấy rất là rõ ràng đúng không? Khi mà vòng nhẫn cưới đã được trao tay, tức là hôn nhân của Đức An và Thúy Long đã hợp pháp đúng không? Và bây giờ chúng ta có thể cất lên một tràng vỗ tay thật lớn nữa chúc phúc cho Đức An và Thúy Long được không ạ? Xin cảm ơn. Và đến giờ phút này thì có lẽ chúng tôi phải gấp rút một thủ tục nữa để cho chú rể cô dâu dành cho nhau những hương vị ngọt ngào nồng say đúng không ạ? Bây giờ thì trên bàn hoa đã đang chờ sẵn đôi tay của chú rể cô dâu rót ra những hương vị của tình yêu tại đỉnh tháp. Và xin mời cô dâu hãy bỏ bó hoa xuống bàn hoa một chút đi ạ, để cùng chung tay với người chồng yêu quý của mình rót ra những dòng chảy. Trong ơi em đây chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của em. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, anh yêu em cho phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu. Và bây giờ xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta cùng sở hữu hai ly rượu ở phía dưới của tháp ly đi ạ. Chỉ cần có nhau. Và bây giờ xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta cùng khoác tay nhau đi ạ. Và tất cả chúng ta một lần nữa lại cất lên một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin mời chú rể, xin mời cô dâu, đúng rồi đấy ạ. Vòng nhẫn cưới ta đeo tay trái, còn ly rượu ta cầm tay phải. Và khoác tay nhau chúng ta cùng tận hưởng hương vị ngọt ngào đồng say đấy ạ. Đúng rồi. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa thưởng thức, vừa tận hưởng và vừa chia sẻ cho nhau đúng không ạ? Cô dâu Thúy An, cô dâu Thúy Long muốn nói với người chồng của mình là chú rể Đức An. Anh An ơi, trong ánh mắt bao người đàn ông khác, em chưa hẳn đã ngọt ngào, dịu dàng và sâu lắng. Nhưng với anh, em là một người phụ nữ ngọt ngào và sâu lắng, dịu dàng, xứng đáng là điểm tựa cho anh và cho con. Còn chú rể Đức An cũng nói với cô dâu Thúy Long rằng, Long ơi, trong ánh mắt bao người phụ nữ khác, anh chưa phải là một người đàn ông mạnh mẽ và lý tưởng. Nhưng với em, anh sẵn sàng làm tất cả, xin hứa và xin hứa để có một tình yêu đích thực. Và ở đó, em và con, anh chính là trụ cột của gia đình, đúng không ạ? Và chúc cho con đường tình yêu của chú rể của dâu, chúc ngôi nhà hạnh phúc, ở đó sẽ có những đứa trẻ, có những thiên thần bé bỏng. Với một tràng vỗ tay nữa được không quý vị? Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta vui lòng ngồi xuống trong giây lát để chúng tôi tiếp tục chương trình âm nhạc trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được chào đón quý vị đến với âm nhạc buổi lễ ngày hôm nay với tựa đề Ngày Phúc của Đức An và Thùy Long. Chương trình trong buổi lễ ngày hôm nay được chính thức diễn ra tại sân khấu tư gia của mảnh chú rể mảnh đất cổ đạm Nghi Xuân Hà Tĩnh. Đơn vị đồng hành trong buổi lễ hôm nay âm thanh là Tú Thao, và chương trình cũng được thu âm thu hình trực tiếp tại sân khấu này với sự tác nghiệp của
Ảnh viện áo cưới, đơn vị truyền thông Bảo Sang Studio đến từ Xuân Mỹ. Với những người làm chương trình của tôi đã chính thức kết nối tình cảm của quý vị để dành cho chú rể của dâu, dành chung cho toàn thể quý vị xem như một món quà tri ân. Và mở đầu chương trình, xin mời tất cả chúng ta cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Kim Sương Trần. Dạ vâng, lần đầu tiên cho phép Kim Sương xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào mừng trân trọng nhất. Vâng, và Kim Sương được chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu văn nghệ, Kim Sương sẽ gửi tới toàn thể quý vị ca khúc đầu tiên có tựa đề Đám cưới trên đường quê. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vâng, quý vị có thể dành cho nhau một tràng pháo tay thật lớn cho ca khúc vừa rồi, có đúng không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và để liên tục chương trình và thay đổi không khí một chút thì Kim Dương sẽ gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc sôi động hơn, ca khúc có tựa đề Tình Em Là Đại Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đại dương mênh mông hơi hơi anh ở đâu, trời xanh bao la hơi có thấy bóng em, người sông soi nhanh xuyên sông trái tim ta vẫn yêu người. Từ ngày mai trời rơi tất cả đất thay, tình yêu đang xin dưng mãi trong trái tim, người em có còn nhớ Hãy subscribe.
Xin cảm ơn tình cảm của nữ ca sĩ Kim Trương Trần đã mang đến hai món quà âm nhạc mở đầu cho buổi lễ ngày hôm nay. Cũng là tình cảm của những người làm chương trình của chúng tôi muốn gửi gắm cho chú rể của dâu những điều tốt đẹp nhất và gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị. Và phía trước của chúng ta vẫn đang còn rất là nhiều những món quà âm nhạc nữa. Nên trong phút này thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng đọng trong ít phút. Chúng ta cùng đến với những món quà vật phẩm đầy giá trị đến từ đôi bên gia đình sẽ trao gửi cho chú rể của dâu trong buổi lễ ngày hôm nay. Và đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính gửi lời mời chung bức tranh tình cảm đại gia đình Hoàng Nhà Trai. Chúng ta có những món quà vật phẩm vui lòng trở về sân khấu trao quà cho chú rể Đức An và cô dâu Thúy Long. Xin mời. Xin mời tất cả thành viên đến từ đôi bên gia đình sau khi trao quà cho chú rể của dâu thì chúng ta xích lại gần hơn một chút, hướng ánh mắt về phía dưới để cho đạo diễn hình ghi lại những thước phim hình ảnh đẹp trong khoảnh khắc này. Xin cảm ơn rất nhiều. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Xin mời những thành viên tiếp theo đến từ gia đình Nhật Rai đúng không ạ? Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt. Xin hỏi họ Nhật Rai có những món quà nào nữa không ạ? Vâng, như vậy là tất cả những món quà đến từ họ Nhật Rai thì chú rể của dâu đã được đón nhận. Và chia tay với họ Nhật Rai, chúng ta cùng đến với họ nhà gái. Và thông tin chúng tôi nắm bắt được trong bản đăng ký là có món quà của bố mẹ cô dâu, anh trai cô dâu, chú Khôi của cô dâu, cậu Mự cô dâu, dì Sen của cô dâu, chú Hà, chú Cảnh và em Nga. Tất cả món quà, tất cả cái tên có trong bản đăng ký chúng tôi xin được gửi lần lượt trở về sân khấu. Đời vẫn bên nhau như cao với chầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với chầu.
thơ, yêu ngàn hoa diệt bao ước mơ, nghe nhịp tim dồn vang chứa chan khi đời anh có nàng. Ngàn vì sao đang vương trong mắt em, tâm hồn anh càng say đắm thêm. Ôi tình yêu mà ta đã trao cho lòng anh sao đợi. Yêu anh đi nhé người tình ơi, hỡi em yêu em của anh. Yêu anh đi nhé đừng ngại chi, mình sẽ cho nhau những cuồng gì. Hãy đến gần, hỡi em yêu em của anh. Hãy đến gần, mãi bên nhau không rời xa. Thưa quý vị, như vậy là đã trọn vẹn nghĩa và tình đúng không ạ? Tất cả những món quà vật phẩm đến từ đôi bên gia đình đã trao cho chú rể của dâu. Về giá trị vật chất thì chúng ta chưa nói đến, nhưng giá trị nhân văn, tức là giá trị con người thì phải nói rất là lớn lao và cao cả đúng không ạ? Khi mà tình người đã được trao gửi cho nhau, với tất cả những món quà đó, chú rể của dâu đã được đón nhận và tất cả chúng ta đã được chứng kiến. Và bây giờ để đáp lễ lại tình cảm đó thay cho Đức An và Thúy Long, tất cả chúng ta hãy dành cho đôi bên gia đình một tràng vỗ tay cảm ơn thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, sau khi chương trình âm nhạc buổi lễ ngày hôm nay thì chúng ta còn có một bữa tiệc ẩm thực cũng là tình cảm đại gia đình của chú rể cô dâu. Mời toàn thể quý vị đến cùng dự tiệc nâng ly chúc mừng cho hai con hai cháu, và chúng ta sẽ gặp gỡ giao lưu nhau tại phòng cưới này. Và trước khi đến với phần 3 thì xin mời toàn thể quý vị nán lại ít phút, chúng ta cùng lắng nghe một món quà âm nhạc nữa, đó tình cảm của bác Luận. Chúng tôi rất là ưu ái và dành tình cảm cho bác vì một người con mảnh đất Kinh Bắc, Bắc Giang đó ạ, trở về đây với mối quan hệ của đôi bên gia đình thì bác đã phải nói rất là nhiệt tình. Chúng ta có thể chào đón bác Luận một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, sau đây là cũng mạn phép các cụ ông bà song ca với lại cháu gái ở miền Trung, bài Gặp Nhau Dưới Rừng Mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi. Rất là tuyệt vời ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn cho bác và Kim Sơn này có được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn màn song ca đến từ Bắc Luận và nữ ca sĩ Kim Sương Trần đúng không ạ? Và ca khúc đó cũng đã nói lên tình cảm người miền Trung, tình cảm người miền Bắc dành cho tất cả chúng ta, dành cho chú rể của dâu trong buổi lễ ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được kính chúc Bắc Luận sức khỏe, chúc đại gia đình của bác luôn luôn vui vẻ, ấm no, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Và hy vọng một ngày nào đó lại tất cả chúng ta là được gặp Bắc Luận nữa đúng không ạ? Tình cảm thì không thể mà nói về khoảng cách địa lý được đúng không ạ? Tuy xa nhưng mà lại gần đúng không ạ? Một lần nữa chúng ta có thể dành cho Bắc Luận một tràng thật lớn được không quý vị? Xin cảm ơn rất nhiều. Và các khúc đó, tình cảm đó cũng đã cho phép những người làm chương trình chúng tôi khép lại chương trình âm nhạc mừng và chúc phúc cho chú rể và cô dâu tại đây. Trả lại khoảng không còn lại cho toàn thể quý vị, vui lòng giải lao ít phút để cho bộ phận hậu cần nhà bếp chuẩn bị bàn tiệc. Sau đó thì chúng tôi cũng thay lời cho chú rể của dâu, thay lời cho đại gia đình họ nhà trai, mời tất cả chúng ta trở về vị trí cũ để chúng ta cùng dự tiệc, nâng ly, chúc mừng cho chú rể của dâu và chúc khỏe cho nhau đúng không ạ? Và một lần nữa, xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất.
vòng 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 thế nào ấy. Anh rượt theo em ở cả hơi tài. Gấp hổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì gì. Thôi bảo em mình lấy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi. Nhất trai là anh công tử hào hoa. Nhất gái quê em quê kết con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng. Tròn đôi chín chàng ngô đen rất là ngon. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh Nhất làng trong con em Nhất làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang. Chuông ngân